Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Như chúng ta đã biết, ông là loài côn trùng có tổ chức xã hội cao như kiến và mối. Ông sống theo đàn, mỗi đàn đều có ông chúa, ông thợ, ông non và có sự phân công công việc rõ ràng. Ong có nhiều loài khác nhau, các loài được con người nuôi để khai thác sản phẩm như mật ong, sáp ong, sữa ông chúa. Ong thường sống thành đàn, nhiều nhất có khi tới 25.000 đến 50.000 con. Trong các tổ hốc cây, cát đá, bụi rậm, trong rừng hoặc các tổ hồng cải tiến do con người làm cho nó ở. Nhưng có một số điều có thể bạn chưa biết về chúng. Video này sẽ giải thích những thắc mắc cho bạn. 1. Mật ong nguyên chất thực phẩm vô thời hạn. Hầu hết các loài thức ăn khác đều có hạn sử dụng, chỉ riêng mật ong là có thể vô thời hạn. Mật ong không bao giờ hỏng cả. Trên thực tế, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy các vũ mật ong trên 2.000 tuổi và mật ong ở trong các vũ này vẫn còn nguyên vẹn. 2. Ong ăn đồng loại. Ấu trùng ong thường ăn phấn hoa. Mật ong là thức ăn chính của mật ong đực và ong thợ. Tuy nhiên, ong mật cũng có thể ăn thịt con ong bạn tình trong tổ và các ấu trùng khi thiếu thức ăn. Nguồn cung cấp thức ăn cũng được làm phong phú bằng protein của các con ong. Người ong có thể tự chống lại sự hiện diện của các con ong nước bội hoặc giả mạo giới tính được phát hiện trong giai đoạn ấu trùng. Lúc này ong thợ giết chết các tế bào đến chết hoặc ăn thịt chúng. 3. Ong bị đuổi ra khỏi tổ. Khi các con ong trong đàn chết, ông thợ sẽ thu gom xác và làm các công việc chôn cất, sau đó mang xác ra khỏi tổ. Những con ong thông thái trong tổ sẽ đảm nhiệm vai trò an ninh, loại bỏ những con ong bị ốm hay các con ong đực dư thừa khi xảy ra nạn đói. Loài ong có thể xác định ong bị bệnh bằng khứu giác và kịp thời loại bỏ chúng khỏi tổ. Ong chết được đưa ra ngoài và cách ly khỏi mật ong và ấu trùng. Các con ong sẽ dành cả ngày để vệ sinh tổ sau khi có con ong chết. Loài ong cũng không đi vệ sinh trong tổ mà thay vào đó đi vệ sinh trong khi bay. 4. Khả năng cảm nhận đặc biệt. Các con ong có thể phát triển một cách đáng kinh ngạc các giác quan để hỗ trợ các thói quen hàng ngày. Ong mật có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa các hình ảnh trong vòng chưa đầy một giây và khả năng nhận ra mùi hương rất tinh. Các con ong thường bị thu hút bởi một số loài mùi nhất định để tạo ra điều kiện thụ phấn. Tuy nhiên, chức năng này cũng được dùng để nhận dạng và là tín hiệu gọi bạn tình. Mỗi tập thể ong có mùi thơm độc đáo riêng mà con ong trong tổ sử dụng để xác định con ong bạn tình. Và khi một con ong cái rời tổ để bắt đầu nở sinh sản mới, kích thích tố sẽ thu hút các con ong được hộ tống. 5. Ong không nhận biết được màu đỏ. Ong mật có 5 mắt giúp chúng nhìn thấy mọi vật ở độ cao hơn các loài động vật khác. 2 mắt to ở hai bên đầu và 3 mắt ở vị trí trung tâm trên đỉnh đầu giúp chúng xác định và điều chỉnh hướng bay. Tuy nhiên, loài ong có thể nhận biết được một số màu sắc nhất định. Thậm chí chúng nhìn màu đỏ thành màu đen và nhìn được ánh sáng tia cực tím mà mắt người không nhìn thấy được. Ong sử dụng hình ảnh quang phổ tập trung dày đặc ở vị trí trung tâm của bông hoa để hướng chúng nhắm vào mục tiêu chuẩn xác. 6. Khả năng nhận diện khuôn mặt. Loài ong được chứng minh là có khả năng nhận dạng khuôn mặt của từng cá nhân, thậm chí chúng còn sử dụng các phương pháp tương tự mà con người thường làm để nhận dạng khuôn mặt. Các con ong nhận dạng các đường kẻ và hình dạng như một dạng khuôn mẫu và có thể nhớ được các khuôn mẫu này. Khi được cung cấp thức ăn với hình ảnh khuôn mặt và những cốc nước với các yếu tố không liên quan đến khuôn mặt, các nhà sinh học nhận thấy loài côn trùng này có thể nhận ra các khuôn mặt với độ chính xác cao. Theo thời gian, chúng thậm chí có thể phân biệt các khuôn mặt đơn giản với các khuôn mặt phức tạp. 7. Vai trò của ong với an ninh quốc gia. Loài ong có thể được sử dụng để tăng cường an ninh quốc gia. Các cơ quan thụ cảm nhạy cảm cao của ong được sử dụng để phát hiện ngay cả những dấu vết nhỏ nhất của phấn hoa ở những nơi rộng lớn. Loài ong có thể được huấn luyện dùng khả năng này để tìm kiếm các hóa chất khác một cách hiệu quả. Các cơ quan an ninh đã thử nghiệm sử dụng ong để nhận diện và phát hiện các chất hóa học được dùng để chế tạo bom. Các thiết bị theo dõi cực nhỏ được gắn vào con ong có thể định vị vị trí của đàn ong ở các khu vực rộng lớn. Các camera phát điện chuyển động của vòi ong có thể phát hiện đúng và các hợp chất cần tìm. 8. Ong nhỏ hóa cách kiếm mật. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng mục đích duy nhất của ong thợ là kiếm mật và đây là đặc điểm bẩm sinh của loài ong này. Trên thực tế, khi được sinh ra, loài ong không nhận thức được rằng phải kiếm mật và sau đó sẽ được các con ong kỳ cực trong đàn hướng dẫn. Các nghiên cứu phát hiện cho rằng ong học cách kiếm mật bằng cách xem những con ong có kinh nghiệm trong đàn làm. Những con ong nhỏ sẽ xem bông hoa nào được ong lớn đổ xô đến tìm mật và làm theo hướng dẫn. Tuy nhiên, chúng phải học thật nhanh vì cánh của những con ong lớn sẽ dễ bị kiệt sức sau khi bay quá nhiều. 9. Mật ong nguyên chất hỗ trợ bệnh. Một ứng dụng khác của con ong mật đó chính là nghiên cứu lĩnh vực đa xơ cứng. Một số bệnh nhân mắc bệnh đa xơ cứng phải trải qua quy trình trị liệu nọc ong và hấp thụ một loại keo ong, mật ong nguyên chất và sữa ong chúa để đạt hiệu quả cao nhất. Kết quả chữa trị vẫn chưa được chứng minh trong thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, không ít bệnh nhân vẫn thực hiện phương pháp này trong nhiều năm và đều có dấu hiệu hồi phục. Ngày nay, các nhà nghiên cứu thuộc các trường đại học đã phát hiện ra nhiều công dụng chữa bệnh đặc biệt từ mật ong nguyên chất. 10. Khả năng toán học. Bất kỳ khi ai nhìn thấy tổ ong đều có thể suy ra rằng loài ong là những nhà toán học xuất sắc. Trên thực tế, các tổ ong tự nhiên ban đầu có hình tròn theo hình dáng của cơ thể con ong. Trong quá trình hình thành tạo ra các bức tường ong tan chảy,
Các con âm tự tạo thành các hình dạng cấu trúc tự nhiên nhất định theo định hướng chúng, đó là hình lục giác. Nó còn được đánh giá là chuyên gia trong lĩnh vực tính toán và đi lại. Một điều nhảy phức tạp được âm thực hiện khi về tổ để cảnh báo với những con âm khác về những nơi có thực phẩm. Các thay đổi nhỏ được âm quan sát. Sau đó, chúng sẽ thông báo khoảng cách, tốc độ và góc độ của các chuyến bay liên quan đến ánh sáng mặt trời và thậm chí cả nguồn âm dồi dào như thế nào để báo với đoàn âm. 11. Cụm từ trăng mật xuất phát từ mật ong. Đã bao giờ bạn tự hỏi thuật ngữ tuần trăng mật do đâu mà có chưa? Điều này khá rõ ràng nếu như bạn đã biết. Cụm từ này có nguồn gốc từ một phong tục cũ ở miền Bắc châu Âu. Đó là một cặp vợ chồng mới cưới sẽ ăn một chén rượu mật ong mỗi ngày trong vòng một tháng. Và vì trong quá khứ người ta gắn liền với nghịch âm, do đó chúng ta có mật ong và mặt trăng, hay còn gọi là trăng mật. 12. Phát hiện chất gây nổ. Có một vài quan chức thực thi pháp luật đã dùng loài ong để phát hiện ra các mối đe dọa bom. Theo các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu Thí nghiệm Quốc phòng Tiên tiến, người bạn bốn chân này thực sự hiệu quả và đáng đồng tiền bỏ ra. Như trong ảnh, chúng chỉ cần một khóa đào tạo cơ bản. Đội quân đặc tính này được khen thưởng vì khả năng nhận biết các chất gây nổ. Điều vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn video sau.